Chào các bạn ơi, hôm nay còn mấy miếng sườn non chay nè các bạn. Mình làm ruốc chay nha các bạn. Hôm nay mình làm món ruốc chay, mình để dành mình ăn với bún, mình ăn với là bánh bèo, mình ăn với cơm cháy chà bông rồi nha các bạn. Này là thế món chà bông chay á. Giờ mình đổ ra mình ngâm, còn 5 miếng mà. 5 miếng mình làm hết ha. Mình đổ ra mình ngâm trước nha các bạn. Mình ăn thường mình chọn cái này nè các bạn, cái này là nó an toàn cho thực phẩm nè. À, làm bằng lúa mì, đậu nành và chất xơ, dinh dưỡng an toàn từ mẹ thiên nhiên nha các bạn. Cái này là làm organic nè, cho nên nó mắc lắm. Bây giờ siêu thị hết rồi các bạn ơi, mua không có nữa. Còn mấy miếng nè, người ta dự trữ để mà ta ăn đó các bạn, ăn mặn ăn cũng được. Các bạn ơi, mình ngâm nó mềm này nè nha các bạn, ngâm nó mềm. Bây giờ mình vắt cho ráo nha, vắt cho ráo thật là ráo, mình xé nhỏ ra. Vắt cho ráo nha các bạn. Mình chỉ còn có 5 miếng sườn như vậy thôi, mình không còn nhiều đâu, siêu thị bây giờ hết bán rồi. Mà bây giờ muốn mua cũng không dám ra mua nữa các bạn, không có dám ra ngoài khỏi cổng nữa. Bây giờ ở chỗ cái tầng của mình ở bây giờ bị phong tỏa rồi, có người bị rồi, thốt đi rồi các bạn ơi, có người bị F0 rồi, bây giờ không dám ra nữa. Bây giờ ở nhà có gì làm nấy thôi đó, cho nên làm video mà làm theo kiểu Covid á thì có gì làm nấy nha các bạn, mình thông cảm, mình ăn để mà mình sống. Giờ mình xé nhỏ mấy này ra, mình dùng cái này nè, dùng cái này mình xé nhỏ ra nha các bạn, cũng dễ lắm các bạn, dùng cái này xé nhỏ ra. Xé nhỏ ra là mình làm ruốc nha các bạn, rồi mình để mình ăn với bánh bèo hoặc là mình ăn với là cơm cháy ra, cơm cháy đó, hoặc là để ăn với bún, hoặc là mình nói là ruốc nhưng mà nó là cũng là hình thức chà bông đó các bạn. Chà bông này có nhiều người ta làm củ sắn nó ngon, còn mình bây giờ đâu có củ sắn các bạn, không có củ sắn rồi, không có sự chọn lựa, tại vì mình đang ở trong cái vùng cấm rồi. Các bạn ơi, mình dùng cái này mình làm rất là dễ nha các bạn. Mình cứ để lên này, mình đưa nó xuống nè, mình để này đưa xuống nè, rồi mình trở đầu lại nha các bạn, mình trở cái đầu lại nó đều nè, mình xé ra nó đều, thay vì mình ngồi mình dùng móng tay mình xé. Còn này mình làm ngược đầu lại nè, làm ngược đầu lại là lúc này là lúc khó, hơi khó một chút, tại vì khi ngược đầu lại là khi nó đã còn có một chút xíu nữa nó không có thành sợi nữa nha các bạn. Ngược đầu lại rất là dễ, nó ra những cái miếng, những cái sợi thịt nè. Cái này mình để như vậy, mình ướp vô một chút dầu điều nha các bạn, rồi mình làm chà bông, hoặc là mình làm nhuyễn ra một chút xíu nữa, bỏ vô cối quay để mình làm ruốc. Nhưng mà thôi thì mình là lười quá các bạn, mình làm chà bông đi, làm chà bông mà mình ăn cái gì cũng được. Cái này nó khi mà nó giòn rồi mình lấy tay mình bóp ra được mà. Các bạn thấy không? Mình chĩa vô nè, chĩa vô, rất là dễ làm nha các bạn, khỏi phải cầm từng miếng xé, nó không có đều bằng cái này đâu. Rồi mình đưa nó vô sâu chút xíu nữa nè, mình đưa xuống thì cái phần dưới nó được xé thêm một phần, một lần thứ hai nữa đó các bạn. Cái này là cái nĩa nha, rất là dễ luôn. Chà bông bằng sườn non chay. Rồi mình trở đầu lên nè,
mình bẻ ra cũng được nữa đó các bạn. Mình thì mình không muốn ăn quá nhuyễn bởi vì cái này nó dễ đứt lắm, nó dễ nát á. Chiên trong dầu thì nó lại là giòn, mình chỉ sấy rồi thôi, mình không chiên các bạn ơi, không chiên, chiên hoài ăn cũng mệt cái cần cổ đó. Nó bung ra rồi nè, rất là dễ nha các bạn, rất là dễ luôn, mà nó đều đều, mình cháy nó đều. Chay mình đã xé ra như vậy rồi nha các bạn. Mình muốn chà bông nhưng mà mình không có làm mà nhuyễn, mình làm hơi to một chút tại vì mình thích ăn cái khẩu vị to nha. Mình cho vô đây là nửa muỗng bột nêm này nè, mình cho vô một muỗng dầu điều nha các bạn. Đây là dầu điều đặng cho nó tạo màu á đó. À, rồi cho một chút xíu dầu mè cho nó thơm, như vậy là đủ rồi đó các bạn đó. Rồi mình bỏ vô mình cháy, mình cháy chừng nào nó khô thì thôi. Bây giờ bóp nha, bóp lên các bạn ơi. Bây giờ mình bắt chảo lên mình sấy nha các bạn, mình cứ sấy như vậy hoài chừng nào nó giòn thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn nhuyễn hơn thì mình bỏ vô cối mình quay, còn tại vì mình muốn ăn to nè thì mình chịu khó mình đứng mình sấy, sấy chừng nào nó giòn thì thôi à, nó vàng lên nó thơm dữ lắm. Ở đây mình không có bỏ dầu hành gì hết á, không có bỏ hành tỏi gì hết, mà mình bỏ dầu mè nha các bạn, dầu mè với một chút dầu điều cho nó tạo màu nè, có dầu điều nó tạo màu nó hấp dẫn hơn. Đó là cái món thịt chà bông chay của mình đó, rất là dễ luôn, ăn nó ngon. Thì mình để mình ăn với bún nè, rồi mình bỏ vô rau mình cuốn nè, mình xào một chảo rau rồi cái mình bỏ vô rau mình trộn lên mình cuốn nè. À, cuốn bì đó các bạn. Rồi mình ăn với bánh ướt, rồi mình ăn với cái bánh bèo, rồi mình bỏ vô bánh mì mình ăn. Đây là chà bông chay, làm theo cái kiểu của mình làm thì mình làm to chút, mình không có thích làm nhuyễn. Các bạn thấy cái màu nó rất là đẹp nha, màu nó rất là đẹp mà ăn rất là ngon, tại vì mình cũng đã từng làm rồi. À, hôm trước mình làm cái clip là mà mình bỏ vô nước me mình ngào, bây giờ mình không bỏ nước me nữa mà mình cho một chút xíu bột nêm, một chút xíu dầu mè cho nó thơm á, rồi mình cho dầu điều vô là được rồi. Giờ mình đứng mình cháy nè, bỏ ra cái chảo mình cháy mình trộn cho nó khô lại đó các bạn, nó khô lại đó. Chà bông chay này ăn không có thua gì chà bông mặn đâu nha các bạn, ăn mà ghiền luôn á. Các bạn ơi, mình sấy nó gần khô rồi nha các bạn, nó gần khô rồi nó cũng xe lại bớt. Chà bông chay mà cái này là mình không có cho bông lên, mình không có làm nhuyễn, mình làm nhuyễn thì phải bỏ vô cái cối xay nha các bạn, làm y chang như thịt nạc của mình. Còn cái này mình làm thịt chay, mình muốn ăn cho nó giòn 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 giòn, thành ra mình không có bỏ vô cối mình xay, mà mình sấy nó gần được rồi nè, các bạn thấy không, gần được rồi đó, nó khô bớt rồi nó xe lại đó, chừng nào nó giòn mình đem xuống nha các bạn, gần giòn rồi đó.